Hi, xin chào tất cả mọi người, Lưu Mình đây. Hôm nay thì chắc khi chúng mình sẽ quay một cái thử thách. Ai nói rồi, người đấy sẽ bị Mọi người thấy đây là ai không? Đây là bé sò nè. Hôm nay bé sò chỉ ngồi nhìn thôi chứ bé sò không có chơi. Không, nó chỉ ngồi lại nó ngồi với bà ngoại nha, nó mới ngoan. Cho anh rủ bà ngoại anh quay vlog luôn. Biết sao? Biết sao người ta gọi là câu gì nhỉ? Chủ ăn à, cái gì người nào thì nào được ăn mít nào không? Nói chung quên rồi. Ok, và quay về chủ đề chính thì hôm nay sẽ có máy nói chơi. Dính rồi. Dính rồi đó. Chưa dính, chưa dính, kéo rồi. Ok. Và đây là máy nói dối của chúng ta. Và nó có hai chức năng, là một là rung và hai là đi trước, là nó sẽ giật là mình ấy, hiểu không? Ừ. Ở đây là nút bắt đầu. Nó bắt đầu. Với cái này thì mình sử dụng 3 pin con thỏ. Pin con thỏ là sử dụng 3 cái. Ừ. Với lại nó có 4 miếng mút ở dưới đáy để cho nó giữ được, gọi là cho nó chắc chắn. Ừ. À, thực ra nó không chắc chắn đâu. Nó chỉ nhấc lên không được thôi, còn di chuyển hai bay vô. Ok. Ấy. Xem nhấc được hay vậy? Ui, nhẹ hiểu. Ok, và đây là những cục mà gọi là đo nhịp tim của mình à. Nó cũng ngồi giật nữa. À, nút ở giữa đây là nó sẽ giật. Gọi là sao ta, em chưa thử. Thôi, chúng ta sẽ thử nhá. Ừ. Ok. Và đây chúng ta có một nút bật tắt ở dưới này. Ok, và chúng ta sẽ ít xuống thôi. Ít xuống. Ôi, chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ thử thôi nào. Với câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ quyền đồ xin nào. Sit down. Later. Tìm đồ gì, giặt cái gì, giặt cái này. Ok, tôi thua rồi. Ừ, thua rồi. Bắt đầu thôi. Em bấm. Rồi, giật điện rồi. Không, phải tháo này ra cho nó. Anh giật thì anh cứ bỏ ra, dính cả cái máy thế này sao. Bấm nha. À, rồi, anh bấm rồi. Em chỉ cần bấm này để nó phân tích nhịp tim của anh. Ờ, lên phân tích rồi. Phân tích nhịp tim của tôi các bạn. Tiêu với tiêu rồi. Giỡn. Ok. Cậu nhá. Hỏi đi hãng bấm. Hỏi nha. Ờ, hỏi đi. Dạ, Kim. Ờ. Ờ, anh đã hôn em bây giờ chưa? Chưa. Yes. Chắc chắn 100%. Chưa. À rồi chứ, rồi. Anh kêu em rồi. Không rồi. Lúc nào? Không rồi. Lúc nào? Là chưa hay rồi. Anh nói rồi mà nó giật anh. Anh hôn em rồi mà em không quên à? Mình quay TikTok đó. Ờ đúng rồi. Clip mà Gia Kim hôn cái chán mình. Cái nụ hôn đấy các bạn ạ. Tự nhiên tôi bị gài, bị An gài. Ê, nhảm mà ai kêu quay cái gì đó. Hả? Anh An ơi quay đi cho em. Thôi không quay đâu. Anh dụ em bao nhiêu lần? Dụ qua 4 lần mà nó quay á mọi người. Ok, nói chung là tôi đã hôn An rồi. Có gì đặc biệt đâu, chỉ là một miếng da mình chạm mua lên thôi mà. Lần cuối em rớt nước mắt là khi nào? Ok. Tuần trước hả? Bỏ tay đàng hoàng. What? Đấy là báo. Kịch tính của nhạc, kịch tính. Sao mày? Có. Thì được rồi. Có. Nó giật em không cảm giác đau hả? Anh em cảm giác đau á nhưng mà em chưa có bị lôi. À! Em biết là nó đau nhưng mà em không kiểu. Ý là nó đau thiệt á. Điều gì làm em khóc vậy? Bà em mất. Nó bảo không đúng. À bà em mất. Bà em mất. Tại sao nó bảo là em đâu rồi? Nó nói em là một đứa cháu có kiêu. Cái máy này sai rồi. Mất dạy mày. Mất dạy. Nói sao vậy? Còn nói chung là mình nghĩ là cái máy này nó chỉ là 50-50 thôi. Ừ đúng à. Rồi. À hỏi đi anh. Thế nhưng mà anh không gặp em một tháng. Ừ. Thì anh có buồn không hả? Tôi dùng cái gì? Còn nhớ em không? Ừ vậy. Nếu anh không gặp em một tháng thì anh có nhớ em không? Ừ. Ok bấm đi. Chủ yếu hỏi đó anh có. Thôi. Nhớ em. Tại sao anh nhớ em, anh có người đánh. Ủa gì nhớ. Anh không có người đánh anh nhớ hả? Đồ vậy. Nhớ, rất nhớ.
Oh my god. Cái gì vậy? Lần đầu tiên nó không giống. Nó bảo anh đúng nha. Dạ chân. Ad ơi. Thế chứ anh bảo rồi, anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Thế nó bảo đúng chưa? Okay. Ủa? Ừ, mà sao khi máy này nó nhìn nó hiểu mình chưa? Vì sao tim anh đập rơi chậm chậm á. Giống như nó biết anh là anh nào đúng phải không? Em không lo lắng phải không? Em sợ bây giờ không? Với lại đó, dù em có đi bao nhiêu ngày nữa thì anh sẽ vẫn nhớ em thôi. Tay lên. Em thích. Nào. Từ từ, hai cái tay là nó em. Không có đo được cái gì. Không, tìm. Không đo được hết. Nhẹm. Không, từ từ chưa bấm. Không, anh đã hỏi em đâu. Hỏi đi. Ok. Em thích cái gì trên con người của anh, lẫn tính cách và đặc điểm con người. Tính cách đúng không? À, bỏ mũi nha. Tính cách đúng không? Ừ. Anh kiểu như là sao ra? Ồ, anh rất là anh hiểu em. À không. Yes. Cái này là không nói thì cái này hiểu. You. Cái này hiểu thì không có kể. Anh hiểu em mà. Không hiểu thôi, còn anh không nói. Chúng ta đã chơi với nhau được sau bao nhiêu năm rồi. Em thấy anh hay nói nhảm nhưng mà em thấy cũng dễ thương đó, cho nên okay. Em thích anh tại anh hay nói nhảm. Ok, thì anh hay nói nhảm, với lại hiểu em không? Yes. Em nghĩ là nó sẽ giật em. Em làm gì để cái máy nó bất công. Thấy chưa? Tôi rất là không nhảm nhí và tôi rất là đẹp trai. Trong mắt em thấy sao thì đó là. Thấy không? Tuy nhiên anh đúng mà em sai. Thôi nói lần này thế nào mà chẳng bị giật, bỏ lên đi. Được rồi. Ok. Ok. Có lúc nào mà anh thấy em nhây mà anh muốn đánh em không? Hài ba. Có. Một đấm vào mặt em ra nó. Cái đồ con trai quýnh con gái. Ai ba ra ơi. Quýnh đây. Đâu. Thấy chưa, đó bảo anh sai. Là anh không vừa đấm em. Ê, em anh là... đúng á. Cái này nó giật mà cái mặt anh nó đỏ luôn. Thôi à. Thấy không, em là con gái nên không có được đánh. Phải luôn chiều bây giờ. Dạ, em biết là anh nói là anh muốn đập em à. Nhưng cái máy này. Nhưng mà do anh đó có phấn khích cho nên nó thấy là anh nói dối. Phấn khích à, anh quá khích quá à. Anh quá khích quá, anh kiểu cái biểu thị lại cho mặt anh. Nó đúng, nó phải là anh phải luôn chiều em. Nó không được đấm em nữa. Câu hỏi này thì chắc chắn là mọi người cũng đang rất là gọi là sao ta? Rất là thắc mắc và băn khoăn và xem liệu cái máy này nó có đoán đúng của anh không nha. Đấy. Em có yêu hay không? Không. Không hả? Ừ. Chắc chưa? Chắc. cái máy này nó sai rồi. Bé là nó ơi. It's wrong. Em yêu anh có gì đâu mà giấu em. No, I don't love you. It's wrong. Anh yêu anh có gì đâu mà giấu. Sao sao em không bỏ tay lên. Cái máy này nó giả. Nó đúng mà. Giả rồi. Tại sao nó lại tin một con người như anh? Thì tim anh đập nhẹ thì nó vậy. Giờ sao? Nếu như không nhầm. Ok. Nếu như mà em với anh nghỉ chơi thì anh có làm hòa lại với em không? Không. Ok. Không. Thì không làm hòa. Không có chứ bình thường là thấy anh. Cuộc chơi là không làm hòa. Thôi thích vậy. Cái gì vậy? Cái máy này thì chị em rồi. Em không chơi nữa. Thấy chưa, cuộc chơi là đấy anh không? Anh trung thực với lòng của anh thì nó sẽ phát hiện là anh là đúng. Thấy không? Em thì sai thì nó tưởng là nó sai thôi. Có gì đâu vừa. Thấy chưa? Thôi là giỡn chứ máy này tại vì anh đập nhẹ nó rồi vậy sao? Chứ anh là con trai mà. Anh phải làm người làm hòa trong mọi cuộc chơi chứ. Ok cho mọi cuộc chơi. Đối với người khác. Còn em không. Ok. Em biết rồi.
Dừng lại đi. Tiếp tục hả? À, tiếp tục đúng không? Thiên vị quá à, cái máy ngu ngốc này. Bây giờ trên tất cả thế giới trái đất mình không có một người đàn ông nào hết, chỉ có một anh thôi. Thì liệu em có yêu anh không? Không. Không? Yes. Không. Of course. Bỏ tay ra ngoài, thấy không? Để nó báo nó không để tay ra ngoài. Dù chỉ có một mình tôi trên thế giới này thì An vẫn yêu tôi. Thấy chưa? Anh tin đó hả? Ừ, tin chứ. Thế anh là đúng không? Thế nó đúng. Thế sao là không biết anh? Chỉ có đúng của anh mà. Còn đúng mình anh hả? Ừ. Không, nhưng mà tại vì em thấy anh kỳ quá. Anh dễ hợp quá. Anh nói dối đến nỗi mà cái máy này nó còn tin anh. Nó giống tin anh. Để lên đi. Hỏi đi rồi, có câu hỏi chưa? Có hỏi rồi. Giờ nếu như trên thế giới này không có ai hết. Còn ở mình có, yêu. Thôi chán vậy, sao anh nhầm chán? Có, có yêu. Tôi sẽ yêu anh. Chưa, nó bảo anh là dối, là anh không yêu em, nhưng mà anh sẽ yêu em. Là nó gió bay quá má. Không, anh sẽ yêu em. Cái máy này cuối cùng nó không chịu giật anh rồi. Kết luận lại thì em kết luận trước, em trước. Bây giờ tụi mình sẽ kết luận lại máy này nhường cho An, ok? Theo mình suy nghĩ nha, cái máy này á là nó dựa trên nhịp tim của mình, nhưng mà khi mà ai chơi á, người ta đều sẽ kết chung cái tinh thần là sợ bị giật. Cho nên á, dù có trả lời đúng hay sai á, thì tim vẫn đập nhanh, tại vì sợ bị giật. Tại vì cái nhạc á hơi bị rung. Để ra là không phải là do cái gì mà do mình bị rung. Nhưng nếu cái máy này nó thấy cái kiểu như là một là nhịp tim mình nó tăng nhanh quá, hoặc là nhịp tim mình nó hạ xuống quá, thì nó sẽ suy nghĩ rằng là ấy. Nhưng mà anh thấy cái máy này nó cũng đúng một phần. Nếu mà theo giả thuyết của anh, nếu mà mình đặt vào thì nó nhận, mình bỏ ra thì nó không nhận. Đây thử nha, nè bỏ ra nè. Đấy, thấy không? Nó sẽ không nhận. Và nếu mà mình đặt tay vào nè, thấy không? Em muốn giải thích của anh. Tắt máy. Đó. Cái đó là cái chuyện. Nhưng mà ý là nó đo nhịp tim của mình. Nó đo nhịp tim của mình. Cho nên khi mà nhịp tim mình cứ tăng cao á, tại vì em chơi cái này thì em sợ bị giật. Sợ cứ lo lắng không có chú ý vào câu lắng hỏi. Lo lắng á, cho nên mình trả lời, thí dụ nếu mà mình trả lời đúng đi, nhưng mà mình bị đúng quá thì nó vẫn cứ tức là mình trả lời sai không giật. Trời ơi. Không phải đâu. Anh nó dối. Thấy không? Anh đúng hai lần. Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lại thử với những người trong gia đình của mình. Và bắt đầu thôi. Later. Nếu bây giờ kiếp sau ba có muốn lấy mẹ làm vợ không? Có. Có hả? Từ. Có thì phải bật. Phải đo nhịp tim trước nha. Từ đo nhịp tim trước. Lấy mẹ làm vợ đúng không? Vậy để từ. Ok. Lấy mẹ làm vợ nha. Liệu Ba Long có bị giật hay không? Ây. Ôi, đúng kìa. Ôi. Thấy chưa? Tôi bảo các bạn rồi. Những người mà nói trung thực thì chắc chắn sẽ đúng. An nhỉ? Thế đã đâu? Nói dối thì không bao giờ được. Ok, tiếp tục nào. Không giật đâu. Ok. Ok, thank you. Bây giờ kiếp sau ngoại có muốn con với Huy làm cháu ngoại không? Có. Ok, có thì thử nhá. Sợ ngoại đã dối lắm. Dối thì điêu thì. Ê, yeah, đúng đó kìa. Thấy chưa? Cái này là được là. Thấy chưa? Người
trong sáng thì nó sẽ đúng. Ok, giờ mình sẽ đang nhịp tim nha. Mình sẽ phỏng vấn ba mình là ba có yêu mẹ không? Rồi xong. Trời. Rung rung với Nguyễn rồi rung. Trả lời rất to lên. Có. Ok, bấm. Có mẹ sao đâu như vậy? Rung chưa? Xuống chưa? Xuống chưa? Ôi! Cái gì vậy? Đúng là cái gì? Cười quá à. Nãy giờ mình trả lời đúng hết nhưng mà nó tàn kêu là mình nói dối, giật mình cái máy này. Thôi con ơi, con ơi, máy này đúng 100%, mình chắc chắn 100%. Hỏi từ ba này đến bà ngoại mình đến ba Long mình, đúng tất cả. Dạ trời. An toàn nói cái gì nó không phải sai hết. Ok. Bây giờ mình sẽ hỏi Xoài là Xoài có yêu mẹ không nhá. Con nhịp tim. Để im Xoài. Không. Xoài đang tim đập rất nhanh tại vì mới chạy. Cho mọi người ta sẽ thấy nó giả chân. Ok. Hỏi nhá. Xoài. Từ 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 từ. Xoài có yêu mẹ anh không? À. Xoài có yêu mẹ anh không? Ghi mà Xoài. Đừng liếm tôi. Đúng hả? Vì sao rồi? Vì sao rồi? Vì sao rồi? Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Thương em. Bây giờ sao mà nó càng bỏ anh luôn kìa. Không sao hết, không sao hết. Thương, thương, thương. Vậy là... cái tay này bị giật cao tiêu rồi. Chết rồi, sợ quá. Sợ quá, chạy à. Chạy, chạy. Chết rồi, chết rồi. Nó chạy như kangaroo vậy. Bây giờ mình sẽ đi hỏi Lương Gia Huy nha. Đi thôi. Nó sợ rồi, nó sợ. Ok, và bây giờ mình sẽ hỏi Lucifer nha. Có nhịp tim đã. Sợ quá, không nó sợ bị giật đó. Không sợ bị em giật. Em có nghe nè, em có trả lời đúng thì nó không giật em. Ờ đúng rồi. Không, hôm nay giờ bà ngoại. Ok. Đây là một câu hỏi về tiếng Anh. Do you have sex ever? No I am. No, no, no you are? I'm virgin. Ok, you are new gene? Ok, ok. Virgin. Sợ quá. Be careful bro. Trời ơi. Đúng rồi, không cũng giật à. Ở đây con sợ bị giật á. Ê. Ôi, ôi. Đúng nó kìa. Bây giờ em phải chơi lại. Dạ. Yeah. I'm a Cinderella. Hỏi đi, chơi chơi lại. Chơi em à? Hỏi đi, hỏi. Chơi chơi thì em phải, anh phải nghĩ câu hỏi. Em có em có yêu anh không? Hỏi lại. Em có yêu anh không? Okay. Biết sao không? Cái tâm của em nó vậy, nó không muốn được thay đổi được, hiểu không? Nốt này là lần cuối nha. Do you love me? No. Do you love me? No. Yes, okay. Em không yêu tôi các bạn. Ui. An đã đúng. An đã đúng. Biết sao không? Tại vì em chơi bây giờ em không sợ nữa. Nên em tim em đập nhẹ nên nó sẽ bảo đúng. Chúc mừng. Because em. I don't love you. Quê sợ một cục. Con xoài đâu? Chương trình cũng đã đến đây là kết thúc rồi. Thấy không? Cái này nó dựa vào nhân phẩm nữa. Hiểu không? Nhân phẩm em nó gọi là ê, ấy quá nên... nó đúng rồi. Tại vì em không sợ nữa nên nó mới ấy. Nhà đoán thử xem là An có yêu Khiêm không nhá. Chứ thấy xạo quá, máy này nó sai rồi. Nhưng mà anh nói cái máy này sai á. Là anh nói á là ba anh không yêu mẹ anh. Ba không, cái này là đúng, mẹ. Riêng em là sai. Ok. Goodbye. Còn và xin chào nữa. Các bạn nhớ chia sẻ và like share video này và nhớ subscribe cho mình nhá. Và cho An nữa. Goodbye.